Chào quý vị và các bạn, hôm nay có hai cục hàng Nhật về nha quý vị. Hai cục hàng đấu giá Nhật về. Thì hàng này thì bên Nhật nó về nó sẽ tập kết ở một cái kho, bên vận chuyển nó tập kết về một cái kho ở Sài Gòn hoặc Hà Nội, thì sau đó nó sẽ trung chuyển về nhà cho chúng ta. Thì bây giờ em sẽ khui. Hôm nay hình như là nó dây dắt không đó quý vị. Đây hình như là cái thùng gì á. Cái này nó gói cũng kỹ lắm nha quý vị. Đây nha. Này được nguyên cái sọt ở bên Nhật luôn. Đây thì dây tín hiệu, dây tín hiệu, dây loa, dây Canon, đây Canon được cái này, đầy đủ hết luôn. Này em sẽ quay chi tiết sau ha, hôm nay em khui vậy thôi. Trước mắt là được cái sọt, gửi luôn cái sọt về luôn. Đây cái đơn này nó nhiều lắm nha quý vị. Đây này. Bây giờ anh cái thùng này nó tới mười mấy đơn rồi, cái thùng này tới mười mấy đơn rồi. Nó dồn lại cái này là dây tín hiệu nè, dây tín hiệu Classic Roll nè. Máy xài này là nó dài 10 mét nè, 10 mét nè. Cái này nó xài 10 mét không nè. Dài 10 mét không nè ha. Dây Canon được cái của Classic Roll. Thì anh em nào dùng Classic Roll dùng loa Classic Roll, dùng men Classic Roll thì quý vị biết ha nè, Classic Roll thương hiệu nổi tiếng. Ở đây thì nó có dây 6 mm luôn ha. Của Classic Roll luôn. Cái này em sẽ quay chi tiết sau. Dây AV nữa nè. Đó. Rồi cho nó vô cái thùng này đi. Rồi tại vì nó nhiều hàng lắm quý vị. Đây ha. Đó. Thì mấy cái này thì dây tín hiệu với lại chung là dây tín hiệu linh kiện với lại micro quý vị, micro dây. Nè, nó khoảng mười mấy đơn ở đây. Em quay như vậy thôi quý vị ha. Rồi chi tiết thì em sẽ khui từng đơn ra cho quý vị xem nó là cái gì. Rồi đấy, mấy đơn luôn. Rồi em sẽ quay chi tiết khui từng đơn này xong một cái clip khác nha quý vị. Đấy, hôm nay em chỉ giới thiệu cho quý vị nhiều đó thôi. Thì em sẽ quay cho quý vị xem cái clip khác để sẵn lên thôi thì mình coi là gì luôn.
đấy, ok. Đây là một cây micro ha. Cái micro dây. Micro dây xịn sò đó. Rồi, em sẽ khui trong một cái clip khác để quý vị xem chi tiết hết luôn, báo giá luôn quý vị. Chứ bây giờ nhiều quá không nhớ nổi nha. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.